Báu vật biếu vua. Bẩm hoàng thượng, có Lý đại nhân cầu kiến. Cho vào. Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Khuya như thế này rồi mà khanh còn đến tìm trẫm, có việc gì quan trọng sao? Bẩm, chẳng là có báu vật quý, vì quá sốt ruột đem dâng tặng hoàng thượng nên thần mới mạo muội làm phiền người, xin người tha tội ạ. Hả? Báu vật quý? Thế báu vật của khanh đâu? Dạ, bẩm hoàng thượng, báu vật nằm trong hộp này ạ. Đây chỉ là một quả đào thôi mà. Bẩm, đây không phải quả đào thường đâu ạ. Nó là quả đào trường thọ, ăn vào là có thể trường sinh bất lão. Cả thiên hạ mới có được vài quả. Một người vì chịu ơn của thần nên dâng tặng đấy ạ. Đào trường thọ, trường sinh bất lão ư? Trông nó cũng khác những quả đào thường thật. Mà sao đồ quý như vậy, khanh không giữ lại mà dùng, mang biếu trẫm làm gì? Ấy, đồ quý như vậy, thần đâu có phúc hưởng. Thiết nghĩ, trong thiên hạ chỉ có bậc thiên tử như người đây mới xứng ạ. Vả lại, hoàng thượng được trường thọ chính là phúc ấm của muôn dân ạ. Khanh quả là có khiếu ăn nói. Thôi được, trẫm sẽ nhận để khanh vui lòng. Đấy là vinh dự của thần ạ. Tâu hoàng thượng, Trương đại nhân cầu kiến ạ. Được, truyền vào. Đang vui vẻ, tự nhiên tên Trương Đức này lại đến. Nghe tên hắn mình đã thấy ghét rồi. Tham kiến hoàng thượng, thần có việc xin cầu kiến ạ. Lý đại nhân cũng ở đây sao? Muộn thế này rồi mà. Ông đến đây được, không lẽ tôi không được đến sao? Chẳng phải giờ này ông cũng mới tới còn gì. Thôi nào, sao hai khanh lần nào gặp cũng phải đấu khẩu với nhau thế? Trương ái khanh, khanh đến đúng lúc lắm, mau lại đây trẫm cho xem cái này. Đây chính là quả đào trường thọ, ăn vào có thể trường sinh bất lão mà Lý ái khanh vừa dâng lên trẫm. Khanh đã nhìn thấy bao giờ chưa? Đào trường thọ ư? Đúng vậy, đào trường thọ quý hiếm, chỉ có bậc thiên tử mới xứng đáng được dùng thôi. Trường thọ cái gì chứ? Cái tên nịnh thần này lại lẻo mép nịnh bợ hoàng thượng đấy mà. Bẩm, đúng là thần chưa nhìn thấy bao giờ ạ. Làm sao mà ông nhìn thấy được khi cả thiên hạ chỉ có được vài quả? Nó là báu vật đấy. Thì ra đêm hôm đại nhân cất công đến đây là tỏ lòng thành kính với hoàng thượng. Thật là cảm động, cảm động. Nhưng có chắc đây là đào trường thọ không? Sao lại không chứ? Ý ông là gì? Hoàng thượng, thần không bao giờ dám nửa lời gian dối với người đâu ạ. Ta hiểu tấm lòng của khanh mà. Trương ái khanh, sao khanh lại nói thế? Bẩm, thần chỉ thắc mắc nếu ăn vào mà không trường thọ thì... Tất nhiên là trường thọ rồi. Ông không bao giờ có được cái phúc đó đâu. Thắc mắc làm gì chứ? Ông, sao ông giác? Đây là đồ của hoàng thượng mà. Trương Đức, ngươi thật to gan và bất kính, không coi trẫm ra gì. Người đâu, lôi Trương Đức ra ngoài chém đâu. Ngươi ỷ được trẫm sủng ái mà hành động lỗ mãng, khi quân phạm thượng. Đúng vậy, ông thật là to gan, tội lớn tày trời, đáng chết lắm. Thật là nực cười. Ngươi còn cười được sao? Thần cười vì cái gọi là đào trường thọ đấy ạ. Ý ngươi là... Bẩm hoàng thượng, Lý đại nhân vừa dâng người quả đào trường thọ và nói rằng ăn vào sẽ trường sinh bất lão. Vậy mà thần vừa cắn có một miếng đã bị phán tội chết. Thần nghĩ nên đổi thành đào đoản thọ thì đúng hơn. Hoàng thượng trị tội thần cũng không sao, nhưng người phải trị tội cả Lý đại nhân nữa. Ông ta mắc tội nói dối vua ạ. Ông ta dâng đào ngộ nhỡ hoàng thượng mà ăn phải thì... Hoàng thượng, thần không dám ạ. Mong hoàng thượng minh xét. Trương Đức, khanh giỏi lắm. Trẫm không thể trị tội khanh được. Càng không thể trị tội Lý Quý. Tuy Lý Quý có hơi nói quá, nhưng cũng xuất phát từ tâm địa tốt, muốn làm vui lòng trẫm. Tạ ơn hoàng thượng đã không trị tội. Sở dĩ thần vô lễ như vậy cũng chỉ vì lòng trung thành,
muốn thử độ trường thọ của quả đào trước khi để hoàng thượng ngự thiện và cũng để ai đó bớt thói nịnh bợ thôi ạ. Thần Thôi được rồi, trẫm biết từ xưa đến nay hai khanh vẫn hay đấu khẩu châm chọc nhau. Trẫm cũng biết cả hai khanh đều có lòng với trẫm. Triều đình này công việc lớn nhỏ đều đến tay các khanh. Trẫm mong các khanh hãy đoàn kết, đồng lòng giúp đỡ ta giữ vững giang sơn này. Vâng, thưa hoàng thượng. Chiếc lồng đèn của mẹ. Tan giờ rồi, về thôi chị em ơi. Lại sắp hết tuần, được nghỉ ngơi rồi. Mà này, cuối tuần này là trung thu rồi đấy. Tầm này trên phố trang trí đẹp lắm. Hay cuối tuần chúng mình lên đấy chụp ảnh đi. Ừ phải đấy, chúng mình sẽ lên phố Hàng Mã. Hội bạn đứa nào cũng có một bộ ảnh chào mừng trung thu, mình không thể kém chúng nó được. Thế nào chị, cậu có đi không? Tớ cũng thích đi lắm, nhưng mà cuối tuần là trung thu, tớ đã bảo với mẹ là sẽ về quê rồi. Cuối tuần sau cậu về cũng được mà, chứ hết trung thu thì còn gì mà chụp nữa. Đúng vậy đó. Thôi đi, cùng chúng tớ đi nhé. Đi mà. Được rồi, tớ sẽ đi cùng các cậu. Tớ cũng chưa đi chụp ảnh trên phố bao giờ. Có thế chứ. Mỗi lần trung thu là con bé Chi thích nhất con cuốn bằng bưởi. Từ bé đến lớn, năm nào cũng bảo mẹ làm cho bằng được. Mai là trung thu rồi, con bé về thấy con cuốn này sẽ thích lắm đây. Alo. Mẹ à, con đây. Mẹ ơi, ngày mai con không về mẹ ạ. À, con phải đi công tác đột xuất, cuối tuần sau con về mẹ nhé. Đi công tác cuối tuần hả con? Ừ thôi, con bận thì tuần sau về cũng được. Đi công tác nhớ phải ăn uống cẩn thận nha con. Dạ vâng, con biết rồi ạ. À, mẹ yên tâm. Lâu lắm rồi mới được lên phố chơi, náo nhiệt thật đấy. Này, ở kia đẹp kìa, các cậu ra đó đi, tới chụp ảnh cho. Nhiều lồng đèn đẹp thật đấy. Chị ơi, chị mua đèn lồng cho em đi chị. Em đã làm chiếc lồng đèn này phải không? Dạ, không phải em làm chị ơi, mẹ em làm nó cho em đó, chị mua giùm em đi. Mẹ làm cho em sao em lại bán? Em không thích nó sao? Em rất thích nó, nhưng em đang thiếu tiền. Thiếu tiền? Thiếu tiền làm gì? Mẹ em bị bệnh, nhưng em không đủ tiền mua thuốc. Bệnh mẹ em ngày càng một nặng hơn. Em không muốn mẹ cứ ốm như thế, nên em muốn bán chiếc lồng đèn này để lấy tiền mua thuốc cho mẹ. Mẹ ơi, ngày mai là trung thu rồi, mẹ mua cho con một chiếc lồng đèn thật đẹp như của các bạn mẹ nhé. Được rồi, con sẽ có đèn, một chiếc đèn thật đẹp. Thích quá, thích quá. Hình con cá mẹ nhé. Các cậu ơi, mẹ tớ đã hứa sẽ mua cho tớ một chiếc đèn lồng tuyệt đẹp nhé. Có đẹp như của chúng tớ không? Đẹp hơn là khác. Mẹ ơi, mẹ mua đèn lồng cho con chưa? Đèn của con đi. Mẹ đã tự tay làm cho con đấy. Con thích không? Ơ, mẹ đã hứa mua cho con một cái thật đẹp hình con cá cơ mà. Sao lại con không thích cái này? Xấu chết đi được. Mẹ xin lỗi, mẹ đã hứa nhưng vì... Con không thích. Ngay cả một chiếc đèn lồng mẹ cũng không mua được cho con. Mẹ xin lỗi. Chị ơi, chị sao thế? Chị mua đèn lồng cho em đi chị. Được rồi, chị sẽ mua chiếc đèn này, nhưng em giữ nó hộ chị nhé. Dạ, thế là sao ạ? Là em cứ giữ lại nó mà chơi. Dạ, em cảm ơn chị. Các cậu này, tớ phải về quê đi. Sao thế? Cậu bảo không về nữa mà. Ừ, tớ có việc đột xuất phải về ngay. Các cậu cứ chơi vui vẻ đi nhé.
Tôi đi đây. Mẹ, sao con bảo không về cơ mà? Con không phải đi công tác nữa hả? Con đã ăn gì chưa? Con đã hứa về giữ trung thu với mẹ thì con phải về chứ. Mẹ, mẹ làm cho con một chiếc đèn lồng như hồi trước đi. Xấu chết đi được, làm để làm gì? Mẹ chấp con hồi bé làm gì? Đèn mẹ làm đẹp nhất thế gian này đó. Ừ, mẹ sẽ làm cho con một chiếc lồng đèn ngay bây giờ. Đội nón cho tượng. Phim dựa theo truyện cổ tích cùng tên của Nhật Bản. Bà có nghe tiếng chày giá bánh không? Chắc là từ nhà chú Kim Ha đấy. Chú ấy năm nào chả giá bánh Tết sớm nhất làng. Tiếng giá bánh lúc nào cũng là âm thanh tốt lành bà nó nhỉ. Ừ, nhà mình cũng phải kiếm gì chuẩn bị đón năm mới thôi. Ngày mai tôi sẽ gánh củi lên phố bán, kiếm chút tiền sắm sửa. Nhưng mà đường lên phố xa đến cả chục dặm, trời có khi lại có tuyết rơi, vất vả lắm đấy. Có nhầm nhò gì, tôi còn khỏe lắm, bà yên tâm đi. Ông đi rồi về sớm nhé, hôm nay chắc có tuyết rơi đấy. Bà đừng lo, tôi sẽ mua thật nhiều đồ dùng và thức ăn để đón Tết. Ông nó ơi, nhớ cẩn thận đấy nhé. Tôi biết rồi, bà mau vào nhà đi. Ngồi nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy ai hỏi mua. Hay thử gánh đi rao một vòng vậy. Ai mua củi không? Ai mua củi đây? Củi đây! Ai củi nào? Ai củi đây? Không bán được củi, làm sao giờ? Mình và bà lão lại không có gì ăn Tết rồi. Chắc bà ấy sẽ buồn và thất vọng lắm. Ừ, ông lão bán củi đấy à? Ông có bán được hàng không vậy? Không ông ạ. Tôi cũng vậy đấy. Thế là chúng mình đều không bán được hàng ông nhỉ? Ông có muốn đổi củi lấy nón lá của tôi không? Tôi đang cần củi để Tết này đốt lửa. Nhà mình cũng có nón rồi. Nhưng thôi, ông ta đang cần củi. Thôi thì đổi cho ông ta để nhà họ có cái Tết ấm áp hơn. Thì chẳng phải điều tốt sao? Ồ, được thôi. Dù sao ý kiến của ông bây giờ cũng là tốt nhất rồi. Chào ông nha. Chúc gia đình ông một cái Tết an lành nhé. Vâng, cảm ơn ông. Ông cũng vậy nhé. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, phải về nhà nhanh thôi. Ôi, rét quá, rét quá. Cho dù không có gì trong tay, xin ngài phù hộ cho gia đình con được sống khỏe mạnh. Ôi trời, chắc các ngài lạnh lắm. Ôi làm sao giờ, thiếu mất một cái nón. Chúc các ngài một cái Tết an lành. Bà nó ơi, tôi về rồi. Ôi trời, chắc ông lạnh lắm nhỉ. Ông có mua được thứ gì đó không? Hôm nay củi không có bán được bà nó ơi. Tôi đành đổi củi lấy mấy cái nón lá ở trên phố. Nhưng mà trên đường về, thấy các ngài Jiso, Zama đứng giữa trời tuyết, tôi đã dâng hết cho các ngài ấy rồi. Ôi, thế là ông đã làm được một việc tốt rồi đó. Thôi, mau vào nhà đi. Tôi nhóm lửa rồi, ngồi vào cho ấm. Dù Tết này không có gì, nhưng chúng ta vẫn được khỏe mạnh và sống cạnh nhau đến tận bây giờ là tốt lành lắm rồi, phải không ông đó? Đúng rồi, là nhờ các vị thần đã ban phước cho chúng ta đó. Ai đến giờ này nhỉ? Để tôi ra mở cửa. Đây đây, tôi ra ngay đây. Ủa? Ôi trời,
ai vậy ông? Ôi, nhiều đồ ăn quá. Ai đã đặt trước nhà mình vậy ông nó ơi? Thật không thể tin được. Hỡi ông lão, bà lão tốt bụng hiền lành, đây là quà chúng tôi tặng cho vợ chồng ông. Hãy đón một cái Tết ấm áp và an lành nhé. Ôi, thần Giê-xu, họ đã ban cho chúng ta đấy. Chúng con đội ơn các ngài. Chúng ta thật may mắn. Vậy là chúng ta đã có một năm mới no đủ rồi. Đá bà đầu. Vậy là mình ra khơi đã mấy mùa trăng rồi. Em chỉ biết gửi nỗi nhớ, niềm thương nhớ mình vào những con sóng bạc đầu kia thôi. Con à. Mẹ. Thôi về thôi con. Mấy ngày nay con đều ra đây ngóng chờ mà nào có thấy gì đâu. Bão cũng đã tan rồi. Nếu còn sống á, thì rồi nó cũng sẽ trở về thôi con. Vâng à. Hy vọng rồi con của chúng con sinh ra sẽ được nhìn mặt cha. Sống chết có số. Con đừng lo lắng, kéo lại ảnh hưởng đến cháu bé trong bụng đó con. Mẹ, mẹ khâu áo cho ai thế à? Mẹ khâu cho cha con đó. Mẹ khâu sẵn đấy, để khi nào cha về có áo mới mặc đó con. Vậy à? Thôi, bây giờ chúng ta ra bãi đá cạnh bờ biển thôi con, chiều rồi. Sao chiều nào chúng ta cũng ra bờ biển ngóng cha thấy hả mẹ? Mà mãi mà cũng không thấy cha về. Phải có hy vọng chứ con. Con có muốn cha về với con không nào? Có chứ ạ. Vậy thì chúng ta hãy cứ hy vọng con nhé. Mẹ tin nếu chúng ta hy vọng thì điều kỳ diệu kia sẽ xảy ra. À, mà mẹ ơi, hôm nào mẹ cho con sang nhà bác Lâm chơi mẹ nhé. Con muốn học đóng thuyền. Để mai này lớn lên con sẽ tự đóng một chiếc thuyền chắc chắn đi tìm cha. Ừ, con ngoan lắm. Giờ chúng ta ra ngóng cha thôi con. Trời ơi, mình đã về đấy ư? Phải, tôi đã về với mẹ con mình đấy. Mình về thật đấy ư? Không phải em đang mơ sao? Là sự thật mình à. Sau bao lần vượt lộn với sóng biển thập tử nhất sinh, cuối cùng rồi tôi cũng trở về được đây. Ông trời đã thương tình cho tôi sống sót để được gặp mẹ con mình. Con trai, ra chào cha đi con. Cha, cha. Con trai của ba. Lần này mình về có lâu không? Tôi tính gom được chút vốn rồi lên bờ làm ăn thôi. Xa mình, xa con mãi, tôi thấy không đành lòng. Đã lâu lắm rồi ta mới được tận hưởng không khí thanh bình trên đất liền như thế này. Ôi, thật là sảng khoái làm sao. Ôi, anh Tư, đã về rồi đấy à? Vâng, chào bác. Sao mấy năm giờ mới gặp lại bác đấy? Dạo này xóm làng thay đổi nhiều quá. Vâng, anh đi biển biệt suốt mấy năm trời còn gì. Mỗi chị nhà vò vỏ. Tội cho nhà em quá. Nhưng mà lạ lắm nhé. Những ngày anh đi biển, cứ chiều đến là tôi lại thấy chị nhà đi đâu qua đây ấy. Rồi đến tối mịt mùng mới trở về. Chỉ có mấy hôm nay không thấy cô ấy qua đây. Cô ấy đi đâu mà chiều tối nào cũng đi chứ. Mẹ, lát mẹ lại cho con sang nhà bác Lâm chơi mẹ nhé. Sang nhà bác ấy con rất vui. Không được, cha về rồi con còn sang đó làm gì? Gì thế kia? Áo của ai kia? Mình hỏi gì lạ thế? Tôi hỏi cô, chiếc áo này là ở đâu ra hả? Là tự tay em khâu đấy mình à. Tôi thật không ngờ, bao lâu nay tôi đã tin tưởng cô như thế, vậy mà cô lại phụ bạc tôi. Làm sao tôi có thể tin lời cô được cơ chứ? Ba, có chuyện gì mà ba to tiếng với mẹ vậy? À! Chắc gì thằng bé này đã là con của tôi cơ chứ. Mẹ! Con! Con!
Thời gian qua không đủ khỏa lấp nỗi buồn trong lòng của mình. Thôi thì mình sẽ về khuyên cô ấy thay đổi, tu tỉnh tâm tính để gia đình trở lại hòa thuận như xưa. Anh Tư, đã về rồi đấy à? Vâng, chào bác. Không biết là vợ con tôi đâu mà để nhà cửa hoang vắng thế này. Kể từ khi anh đi biền biệt, chị ấy chiều chiều lại ra ngoài kia tối mịt mới về. Rồi tôi không thấy chị ấy trở lại nữa. Anh cứ đi men theo con đường làng là hướng chị ấy đi đấy. Kìa rồi, đúng là vợ ta rồi. Mình ơi, tôi về rồi đây. Trời, mình. Vậy là mình đã đứng đây đợi tôi bao năm rồng ư? Vậy mà người chồng vô tâm này đã vỡ trách móc mình. Mình ơi. Tượng người vợ đến nay vẫn còn ở tại Quảng Nam và được mọi người đặt cho tên là tượng bà đầu. Tượng cạnh tháp Chàm, tháp cũng được gọi là tháp bà đầu. Bức tượng hướng ra biển, như người phụ nữ thủy chung năm nào vẫn hướng đôi mắt buồn buồn ra khơi xa ngóng chồng. 500.000 và 1.000. Gửi cô. Dạ vâng, cháu xin. Trông anh thật nhàu nát, chắc vì anh có giá trị thấp nên mọi người mới không trân trọng. Anh hãy nhìn tôi xem, tôi là tờ tiền có giá trị lớn nhất, nên lúc nào cũng được người ta nâng niu, quý trọng. Trên người tôi chẳng bao giờ có nếp gấp. Thế thế, ai trong chúng ta cũng đều có giá trị cả, ai cũng có ích và đều được mọi người trân trọng. Cô 200.000 hãy nhìn lại mà xem, chẳng phải anh 1.000 vừa xấu xí lại vừa nhăn nhó, còn tôi đẹp đẽ ngần này hay sao? Trời tối rồi, chuẩn bị tính tiền rồi đóng cửa hàng về thôi. Ôi da, đau quá. Tôi đã nói rồi mà. Vâng, con về ngay. Tổng số tiền của anh là 700.000. Gửi cô. Vâng, cảm ơn anh. Đã 10 giờ đêm rồi. Thôi, hết giờ làm rồi, chuẩn bị về thôi. Chúng ta về thôi. Ôi, chúng ta lại đến một chỗ mới này. Ôi, chị 200.000 và anh 500.000. Vui quá. Lâu lắm rồi em mới được gặp lại anh chị. Anh chị còn nhận ra em không ạ? Ồ, tưởng ai, hóa ra là 1.000 đấy à. Ôi, chào em 1.000, em khỏe không? Lâu quá không gặp. Em khỏe ạ. Anh 500.000 ơi, anh có khỏe không ạ? Gớm, trông chú em mỗi ngày một sơ sát hơn ấy nhỉ. Khổ thân, đồng tiền giá trị thấp nó thế, tội nghiệp quá. Trông em xấu lắm ạ. Không phải đâu, em rất đáng yêu. Em hãy kể cho chị nghe thời gian qua em đã đi những đâu nào. Gớm, giá trị thấp như thế thì đi đâu được, chả ai trân trọng đâu. Phải như tôi đây này, mới có nhiều chuyện để kể. Anh ơi, vậy thời gian qua anh đã đi chu du ở đâu ạ? Anh kể cho em nghe với. Ta đi trên những chiếc xe sang trọng, lướt trên đường phố, đến những tòa nhà cao tầng. Thật thích quá, anh kể tiếp đi ạ, có nhiều chuyện vui không ạ? Ta còn được đến những vũ trường sang trọng, những đèn nhấp nháy tuyệt đẹp. Tôi cũng đi cùng anh mà chả thấy có gì thú vị cả. Sao lại không thú vị? Những nơi như vậy còn lâu cậu em 1.000 mới có cơ hội đến đó nhé. Anh thấy thú vị à? Em thì nghĩ khác. Những cậu ấm cô chiêu ấy chả quý trọng gì chúng ta, rơi vào tay họ là chẳng bao lâu lại rơi luân phiên vào tay những kẻ khác. Nhưng kể cả như thế
thì chúng ta vẫn rơi vào tay những cậu ấm cô chiêu quyền quý cơ mà. Họ giàu sang, quyền quý thật, nhưng họ không trân trọng chúng ta. Chúng ta cũng đã từng lạc vào những sòng bạc rồi. Anh thấy ở đó, thái độ của người ta với mình như thế nào? Đó là kỷ niệm đáng buồn nhất mà anh đã phải trải qua. Họ ném anh như rác, đau đớn, di chuyển hết từ người này sang người khác. Nhiều khi họ vồ lấy anh, cười ha hả, anh tưởng mình như đang bị rách ra. Đúng vậy, đến giờ em vẫn còn nhớ cảm giác ấy, vô cùng đau đớn. Nhiều khi họ giận dữ thách thức nhau, em có cảm giác như mình sắp bị xé ra từng mảnh nhỏ. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng có những chuyến du lịch đáng nhớ và được đến những nơi quyền quý. Những nơi đó thì chú em 1.000 còn lâu mới được tới. Thế còn em, chắc em cũng có chuyện để kể cho anh chị nghe chứ? Em cũng không có nhiều chuyện để kể đâu ạ. Em đã đến với những người nghèo. Đầu tiên, em đến với một cụ già nghèo khổ. Em đã ở cùng cụ rất lâu. Cụ trân trọng em lắm. Lúc cụ buộc phải đưa em cho người bán bánh mì, cụ đã thì thầm cảm ơn em và những người bạn 1.000 khác như em. Nhờ chúng em mà cụ đã không bị đói. Ừ, vậy à. Sau đó, em đã đến nhà của một bạn học sinh. Bạn học sinh đó đã cất em vào một nơi gọn ghẽ và sạch sẽ, cùng với nhiều bạn 1.000 như em. Ừ, vậy em ấy không đem em đi tiêu sao? Dạ không, ngày nào em ấy cũng đem chúng em ra đếm, vuốt ve phẳng phiu. Rồi đến một ngày, em ấy vui vẻ đưa tiền cho mẹ và nói với mẹ em ấy rằng: đây là số tiền mà con tiết kiệm được trong thời gian qua, con sẽ đem đi ủng hộ kế hoạch nhỏ, giúp các bạn nhỏ vùng cao mua sách vở và bút ạ. Mẹ em ấy nhận lời không? Vậy là em lại chu du đến vùng cao à? Dạ có ạ. Mẹ em ấy rất ủng hộ, em được em nhỏ vuốt ve rất lâu, rồi được đến vùng cao cùng các bạn nhỏ. Ở đó, các bạn nhỏ vùng cao cũng rất quý trọng em. Em thật hạnh phúc, giá trị của em tuy nhỏ, nhưng lại được mọi người hết sức trân trọng. Anh xin lỗi vì thái độ của mình lúc trước. Em mới là người có cuộc sống thật là ý nghĩa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!